Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với Neo 7D. Thì các bạn thấy mẫu tay ngày hôm nay là nhìn nó đơn giản nhưng mà rất là đẹp các bạn. Thì ở đây mình vẽ những cái này thì rất là nhanh. Và các bạn có thể là tham khảo thêm để mình làm cho khách trong những ngày sắp đến Noel này các bạn. Thì ở đây là cái ngón giữa này nè các bạn này, là mình sẽ vẽ hai cái sừng bay, là hai cái đường cong này. Là các bạn nói lại như thế này, không phải đường cong, các bạn nếu mà nó lệch quá thì các bạn đồ lại cho đậm. Rồi sau đó là mình sẽ vuốt lên các bạn, vuốt lên để cho nó có những cái nhậu lên như thế này này, để mình làm cái sừng cho nó dễ. Đó, thì các bạn có thể là dùng cây cọ rau hoặc là cây cọ nát các bạn vẽ cũng bình thường. Đó, cây cọ nào mà mình cảm thấy nó thuận tay thì các bạn dùng thôi, chứ không nhất thiết là phải dùng cọ rau, mà cũng không nhất thiết phải dùng cọ nát, cọ nào cũng được hết. Bây giờ là các bạn chỉnh sửa này, chỉnh sửa là chỗ nào mà chưa được thì các bạn chỉnh lại cho nó đều. Rồi tục ở dưới này á, mình sẽ vẽ cái này là hai cái đường đi lên như thế này. Cái này là cái lỗ tê của cái mẫu bản ngày hôm nay đó các bạn, lỗ tê. Ở dưới này thì mình sẽ vẽ con mắt, mà mình không vẽ con mắt rõ ràng, mà mình vẽ cái lông mi của nó thôi các bạn, cái lông mi thôi. Cái lông mi thì mình vẽ hai đường cong này như thế này, rồi các bạn vuốt vuốt sơ lên những cái lông gì chỉ lên nhá, là rất là được rồi, không cần vẽ chi nhiều hết. Đó, chỉnh sửa sơ lại, tròn đều đều chút là như ok. Sau đó dưới này mình đã chấm bi, mình chấm như chấm màu hồng lên cái miệng. Rồi mình chấm mấy chấm màu đen bên cạnh nữa làm cái má đó bạn. Rồi mình sẽ lấy luôn cái màu hồng chứ cái miệng này, mình tô lên cái lô tê. Đó bạn thấy không, mình tô sơ vô đây được rồi bạn thấy không, rất đanh nhỏ đơn giản thôi là mình cũng có được rồi. Sau đó là mọi người nhớ là hơ cái đèn tới khô đi, rồi các bạn bỏ chút xíu tóc cốt lên cái sừng này. Tại vì cái sừng này là mình bỏ chrome cho nó đẹp á, cho nên là các bạn phải nhớ là hơi sơ. Rồi bây giờ mình đánh chrome lên này, đánh cái màu chrome vào là nó bóng bưởng cái sừng liền, là nhìn cái sừng của mình là cái mão của mình là khó lên các bạn, nhìn đẹp liền, ông ánh liền. Đó, thì cái chrome này các bạn quét cái thốc khóc lên cái sừng thôi thì dính trên sừng thôi, còn cái máu nó không có dính. Nó gian ra đây thì mình lấy cái cọng mình chùi lại các bạn, mình chùi sơ sạch đi. Đó, dính kia rồi khách thì mình chùi sơ sạch, dính trên máu thì mình quét mình bỏ đây, là nó còn lại trên hơi sừng thôi. Xong hết rồi mình bỏ thốc khóc luôn, không có hơi đèn hơi hết trơn á. Cái chrome này là mình không hơi đèn các bạn, mình quét lại xong bỏ tóc cốt luôn. Rồi khi mà tóc cốt đang ướt thế này nè, các bạn có thể là bỏ thêm vô hai cái má hồng hai bên, hồng cũng được mà giòn cũng được. Ở đây mình bỏ màu giòn này bỏ vô cái tóc cốt này nó lon các bạn không, là nó giống kiểu là hơi cái má hồng đó. Rồi sau đó là mình sẽ hơi đèn chiều cho khô hết, rồi là coi như là mình xong mẫu nail thứ nhất. Qua mẫu thứ hai này các bạn thấy là mình chấm một chấm màu trắng ở giữa. Rồi mình sẽ vẽ đường cong như thế này. Ở đây là cái đường này, cái kiểu này là mình vẽ cái kẹo đó bạn, cái kẹo. Thì ở đây mình vẽ màu đen màu trắng. Là các bạn lấy cái cọ rau, các bạn vẽ hết cái đường cong này từ cái chấm giữa này. Các bạn vẽ những đường cong đi hết cái móng, hết cả cái móng luôn. Là các bạn sẽ có ra một cái hình tròn cong cong như thế này. Là có những nét vẽ này các bạn không cần phải vẽ cho đều cũng chuẩn gì chân, vẽ đều thôi. Chút xíu là mình tô màu vô là cũng như nhau rồi. Cho nên là các bạn đừng có lo về vấn đề là vẽ cho nó đều cũng chuẩn gì hết, vẽ đều. Đó, như vậy mình xong mình chấm vô này, mình chấm một ô mình bỏ một ô, lấy cái chấm bi các bạn, chấm màu đen, chấm một ô bỏ một ô, chấm một ô bỏ một ô. Đó, rồi những cái ô mà có cái chấm á là mình tô màu vô, là nó sẽ lùa ra cho mình là cái kẹo hai màu trắng đen rõ ràng các bạn. Bây giờ mình tô cái màu vô này, tô màu mà đen vô các bạn này, đó tô vô. Chỗ ô nào là có dấu chấm là mình tô vô. Thì ở cái kiểu vẽ này thì các bạn có thể là vẽ nhiều màu khác nhau cũng được. Chẳng hạn như là các bạn vẽ màu xanh, màu đỏ, màu giòn thì mình chấm màu xanh, màu đỏ, màu giòn vô. Chỗ nào có chấm màu xanh mình tô màu xanh, chỗ nào có chấm màu đỏ mình tô màu đỏ, chỗ nào có chấm màu giòn mình tô màu giòn. Rồi cái này là mình vẽ màu đen, màu trắng thì mình tô màu đen, là anh sẽ lộ màu trắng ra, lộ màu trắng ra các bạn, là mình sẽ có cái kiểu hai màu trắng đen rõ ràng, nó khúc trắng khúc đen đó, nhìn nó cũng rất là đẹp. Mà cái kiểu vẽ này thì dễ bạn ha, mình không cần phải canh cho nó đều hết trơn á, cứ vẽ cái đường line như thế rồi mình tô vô chỗ nào nó chưa mình chưa thấy to quá thì mình tô lại cho nhỏ lại. Tại vì hai màu mà, một trắng đen mà to, màu đen to thì mình lấy màu trắng mình tô chồng lên, còn màu trắng to thì mình lấy màu đen mình tô chồng lên, là nó sẽ nhỏ lại các bạn, mình có được mẫu nail như ý muốn của mình. Ở đây xong xuôi hết rồi, các bạn hơi đèn thì kỹ đây, rồi có chỗ nào mà nếu bạn thấy màu đen to quá thì các bạn thấy lấy màu trắng các bạn tô vô như thế này nè. À, mình kéo màu trắng qua, chúng che màu đen lại, cho màu đen nhỏ lại. Mà thông thường thì cũng không cần các bạn, nếu mà các bạn vẽ mà thấy được được rồi thì thôi ok, không cần sửa gì cho mệt, rửa được rồi,
mình bỏ TikTok lên để sang vào. Ở đây thì mình sửa sơ này, nếu bạn muốn sửa là sửa sơ này, chỗ nào sửa thì bạn sửa, còn không sửa thì thôi. Rồi cuối cùng nữa là mình sẽ bỏ cái thơ đèn đi, rồi mình bỏ cái thúc cốc lên. Rồi ở giữa này á, giữa cái tâm này là mình gắn một viên đá các bạn. Viên đá, viên đề mình á, cho cái cây kẹo, cái mỏ nêu của chúng ta nó đẹp hơn. Thì sẵn cái thúc cốc còn ướt này mình gắn luôn, tại vì đây là viên đá nhỏ nên mình không cần bỏ keo. Mình gắn lên cái thúc cốc này là cũng dính luôn rồi các bạn. Đó, như vậy là xong rồi đó. Nếu mà các bạn, trường hợp mà các bạn muốn bỏ màu á, thì chẳng hạn bây giờ mình muốn bỏ màu xanh như này, là các bạn để y cái thúc cốc ướt như thế này, các bạn lấy màu xanh các bạn quét vô là cái màu xanh sẽ lon ra. Như vậy là cái cọ, cái kẹo của các bạn nó có nhiều màu, ví dụ là mình tô vô này, các bạn tô vô cũng được, cũng lon ra đó, thì như nhau. Ở đây bây giờ mình tô một miếng màu tím tím chỗ màu đen này, rồi mình lấy cây cọ thúc cốc á, mình quét luôn là cái màu tím nó lan ra cỡ cái kẹo, thì cỡ móng tay của mình nó sẽ có cái màu tím lấp lánh chớp chớp các bạn, nhìn rất đẹp. Đây là trường hợp nếu mà các bạn muốn bỏ màu ha, còn không thì để em tráng đen nó đẹp đẹp rồi. Sau đó là qua cái màu cuối cùng này, các bạn có thể thấy là mình chấm hơi chấm như thế này. Hơi chấm như thế này là sau đó là mình sẽ dùng cọ rau các bạn. Nấu hơi chấm lại thành cái tim. Đó, các bạn thấy không? Tim rất là dễ. Cho nó lại nhanh. Mà đối với những cái vẽ này á các bạn, thì nếu mà cái tiệm của các bạn mà khách họ vô họ vẽ như là con reindeer hay là ông già Noel hay là mấy cái thông rồi mà nếu mà trong tiệm của mình hoặc là các bạn có sẵn sticker, thì các bạn đem sticker dán trớt cho nó khỏe, nó lại của vẽ chi cho nó mệt. Nếu mà không có sticker mà cái, ví dụ như là cái móng to quá thì mình mới vẽ thì các bạn thấy không, cách của mình vẽ là mình vẽ mấy cái mẫu này là mình vẽ rất là dễ, rất là nhanh, rất đơn giản thôi, ai cũng có thể là làm được hết, các bạn đều có thể là vẽ được, không bắt buộc phải là một họa sĩ vậy các bạn. Vẽ được là thôi, nail bình thường người ta chơi tuần hai tuần rồi xong rồi bỏ rồi, không nhất thiết mình phải làm cho nó kỹ quá các bạn, vừa vừa thấy được là được rồi. Nail mà chứ có gì đâu mà mình phải tập trung quá nhiều trong mất thời gian. Sau khi hết rồi các bạn hơ sơ rồi các bạn bỏ thuốc cốt lên. Ở đây mình bỏ thuốc cốt lên để mình vẽ hai cái chấm silver này các bạn này, hai cái tim, mà không phải cái tim mà cái tim này là cái râu của nó hơi dài để cho nó giống cái mẫu của người lễ á. Mà nếu mà không cần thì bạn im nó vẽ cũng được, nhưng mà mình đây là mình muốn vẽ trên cái laptop cho nó lem đó các bạn. Thì đường nào cũng như nhau hết, cái kiểu nào cũng ra hết các bạn, tùy thôi. Có nhiều cách vẽ mà có nhiều cách làm, thì các bạn có thể thấy cách nào mà các bạn cảm thấy ok nhất thì mình làm. Còn đôi khi là những cái vẽ này là nó có rất là nhiều cách luôn, bạn vẽ cách nào cũng ra, quẹo quẹo cũng ra. Như là cái bông tuyết ông đồ hay là mấy cái cây thông mà mình quẹo táo quẹo lươn cũng ra các bạn. Mà có vẻ là mình tô màu, mình phối màu cho nó nhìn cho nó khác chút thôi. Như vậy là cuối cùng là mình xong 3 mẫu nêu ngày hôm nay các bạn thấy không? Rất là đẹp, rất là nhanh, dễ vẽ nữa. Thì các bạn tham khảo để vẽ thêm cho khách trong những ngày Noel nha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.